Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Mỹ Hạnh xin giới thiệu đến các bạn một cái dược phẩm vô cùng tuyệt vời đến từ công ty Enagic cùng với chiếc máy Kangen. Đây là một hộp nghệ mà Hạnh cầm trên tay đó có tên là Ukon Kangen Sigma, một hộp nghệ tổng hợp được sản xuất 100% made in Japan nhé các bạn, và sản xuất trên đảo Okinawa, 100% organic. Viên nghệ này được sản xuất và trồng tưới bởi nước Kangen. Trước khi sản xuất chế biến ra viên nghệ này thì nhà sản xuất đã dùng nước 2.5 để diệt khuẩn cái củ nghệ, sau đó ngâm vào nước 11.5 để tách những cái chất bẩn từ củ nghệ ra, sau đó mới đưa vào chế biến. Chính vì vậy mà khi uống cái viên nghệ này chúng ta được hưởng những cái tính chất đặc biệt ở trong cái củ nghệ. Video sau Hạnh sẽ chia sẻ đến các bạn những cái điểm đặc biệt của viên nghệ này.